Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel Thuận Gaming của mình. Thì hiện tại trên game anh em cũng thấy rồi đó, cái logo channel Thuận Gaming của mình và cái tài khoản của mình hiện tại đang ở level 1 thôi. Với cái ESP là 100 nhưng mà số tiền mình nợ là 55.890.000 anh em. Tại vì mình lái rất là nhiều chuyến xe nó bị hủy, nó bị lỗi này các kiểu cho nên là nó không có còn nhiều tiền nữa, mà đang nợ một số tiền rất là lớn. Đó thì ở đây cái game này nó có gì đặc biệt thì đầu tiên thì mình muốn nói luôn các bạn là game này là game của Việt Nam, và hiện tại thì cái phiên bản gọi là Simulator Việt Nam ấy thì nó có 4 game. Một game là Kha, thứ hai nữa là Kha là dùng taxi rồi kia anh em, Kha thứ ba là giờ mini bus này, thứ ba là bus Simulator này, thứ tư là Jot này đó. Hiện tại thì có 4 loại game á, tất cả chúng ta đều là mua tốn phí nha. Thì cái game mini boss này á là mình nhớ là 135.000 trên CS Play anh em. Đó thì game là game tính phí nha, chứ nhiều khi anh em cứ 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 kêu là game này sao không miễn phí, tại vì game này hiện tại thì phát hành là tính phí mà. Thứ hai nữa là anh em xem trên mạng á, có rất là nhiều người tải cái link này kia về cái game này. Nhưng mà mình cũng nói luôn là những cái link đó anh em tải về anh em không có xài được đâu. Tại vì quan trọng cái game nó phải có OBP. Mà thường là cái game mà game tích phí là không bao giờ anh em mod được. Đó. Cho nên anh em đừng có tải gì mấy công. Nên mua để sử dụng nha. Thì mình sẽ review và mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem nha. Thì đầu tiên đây là cái nhà xe này. Anh em thấy cái nhà xe rất là đẹp luôn. Kính chào quý khách. Game lái xe.com. Nói chung là minibus, simulator, các kiểu gara xung tiến hả. Thì đó là chỉ phần nhà xe thôi, và mình sẽ bằng xe game này nó có nhiều cái ngôn ngữ nha. Đó. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ngôn ngữ Việt Nam cho đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ở những nước Đông Nam Á rồi châu Á các kiểu. Thứ hai là biển số xe này. Để mà thay đổi biển số xe thì anh em chấp vào biển số xe. Thì trong biển số xe nó có nhiều cái để anh em chọn. Thứ nhất là biển số trước nè. Trước, sau, bên hông. Rồi biển số trước nha, số trước thì nó có nhiều cái phông chữ này anh em chọn, rồi anh em đổi biển số, anh em muốn gõ biển số nào anh em gõ nhiều gõ. Mình thì mình chọn cái biển số này là thì tại vì nó là đúng cái xe của mình ở ngoài cho nên mình chọn biển số này luôn. Rồi nó có nhiều màu này, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu cam các kiểu, nhưng mình lại chọn màu màu vàng đi, mình thích cái màu vàng. Thứ hai là biển số sau nha. Biển sau thì cái biển này bao gồm là nó có là lá cờ Việt Nam này. Đó, nó có lá cờ Việt Nam lại màu các kiểu bên hông cũng phông chữ giống vậy thôi, nó có những cái màu, màu biển biển số màu đỏ này thôi, màu đỏ mình không thích đi đâu. Bên đèn hông này, bên hông thì có những cái màu như này, ba màu xanh trắng đỏ. Rồi lá cờ này là có lá cờ mà để kèm với lại cái biển số anh em thấy không, lá cờ nó cũng có 12 lá cờ thì mình chọn Việt Nam. Về phần lá cờ là ok rồi nha. Thứ hai nữa là thứ ba nhé, bản đồ này. Bản đồ thì hiện tại thì trên cái game hiện tại thì chỉ có cập nhật là nông thôn thành phố thôi, sắp tới thì địa hình vùng núi đô thị bãi biển các kiểu, thì hy vọng là mình sẽ sớm có được cái cập nhật này để mình mua mình trải nghiệm đây, chứ còn hiện tại là map nông thôn thì mình lái đã sạch rồi, mình lái hết rồi nhưng mà vẫn thích lắm, nó cho mình những trải nghiệm, cái gọi là cái trải nghiệm đặc biệt nên mình vẫn
thời tiết anh em. Thời tiết thì trong đây nó có này, thời tiết thì cũng khá là ok mình chọn nha. Đó, thời tiết thì nắng này, mưa ít này. Rồi mặc định thì muốn mưa mưa, muốn nắng nắng. Đó, anh em cũng thích rồi. Giờ này anh em muốn chạy giờ nào thì chạy, muốn chạy nửa đêm thì đón 12 giờ đêm không giờ nha, còn mình chạy 7-6 giờ sáng thì mình chạy từ 9 giờ, lúc này thì nắng nó cũng rất đẹp luôn đó. Đó là thời tiết nha. Rồi cái phần cài đặt thì có gì, phần bánh xe thì có gì mình nhắc nữa nha. Thì trong đây nó có này, vị trí của lăng bánh trái thì anh em lăng trên thì chọn phải, ai đâu chọn lăng trên đúng không? Cho nên là nhiều anh em muốn bán game kiểu kiểu thì nói chung là tốt nhất là anh em cứ lên CS Play tải về chơi, tải mua về chơi thôi, trăm mấy ngàn thôi, chứ còn mà kiểu là những bài dễ dễ mất game anh em đó. Thì chọn số hãy ta chọn hãy thì ok đó. Thì đó là nó những cái như vậy. Thì vô nhà này tôi có gì nha, lại chơi mới menu chính thoát rồi không có gì đặc biệt. Game hiện tại phiên bản mình đang chơi là game version 1.2.9 nha anh em. Rồi trở lại nha, đó thì cái xe mình đã mod nó phụ kiện đầy đủ các kiểu như vậy thôi. Thì hy vọng anh em sẽ trải nghiệm và cùng chơi để có những cái giải trí
cho mình nha. Đầu tiên mình cam thứ nhất đây. Mình chọn cái mở cửa này, mở cửa thì hai mở cửa tài xế. Đó, còn cái mở cửa tiếp theo là mở cửa phía sau này. Nhấp vào. Ủa đâu rồi? Mở chưa? À sorry anh em, phía cửa kia là cửa bên hông. Cửa này là cửa bên hông nè. Đó, cửa tự động bên hông nha. Còn cái cửa kia là cửa thứ ba, đó, cửa kia là cửa thứ ba. Thì xe mình là nó có những cửa như này, tùy loại xe mà nó có cửa khác nhau nha anh em. Và cái này là thắng tay nha. Đó, cái này là thắng tay này, mở lên này. Cái này giống như là thắng tay mở lên mở xuống để bật điều khiển xe vậy đó. Còn cái nút đây là nút công tắc đèn trong xe này. Đó, thấy đèn, thấy đèn xe nó sáng không? Và nút phía dưới nữa này, đèn led này. Đó, đèn led. Rồi đây là cái mà đè xe lên này. Đó, xe nó sáng lên rồi đó. À, cái này là đèn chứ, sorry anh em, đèn. Vừa đề vừa đèn luôn sao, đúng rồi. Rồi, phần số, phần ga thì mình không nói nữa nha. Rồi, cái chân số sàn này, số sàn, số tới, số lui anh em thấy không? Số sàn, số giữa này, số lui này. Đó, rồi mình chậm số tới đi, lát mình đi luôn. Rồi, phía dưới nó có cái đèn chớp này, đèn chớp này. Khi mà chạy thì nhá nhá đèn nhau á, thì anh em bấm nhóm nhá đèn này thấy không? Đó. Rồi, kế bên nữa là cái thanh là di chuyển thì cho mình nhìn góc gần góc xe này. Đó, anh em muốn nhìn sao, nhìn nhìn gần mặt anh tài xế là nhìn. Rồi, tiếp theo là mấy còi này. Còi nha, bây giờ mở lớn là nãy mình tắt cái volume, bây giờ mở lớn cho anh em xem nha. Còi này. Đó. Đó, ba cái còi nha. Chứ là một còi, cái còi chấp chết chết trên cái vô lăng nữa. Đó, vô lăng for trên xích rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nữa là cái cần gạt nước này. Cần gạt nước, gạt xuống. Đó, cần gạt nước thấy chưa? Gạt lên. Đó, cần gạt lên là cái gì ta? Rồi, bên đây là xi nhan trái này, gạt lên. Phải, thấy chưa? Nhấp lại là dịch, về giữa. Chị giữa là bình thường nè. Ô đâu rồi, lọt rồi. Nhấp ưu tiên nè, ưu tiên là tam giác. Ưu tiên là tam giác chấp chép cháy anh em thấy không? À, thì nó có những cái chức năng như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đề mấy cái nút là nút gì ta? À, nút là nút đề xe anh em. Khóa xe, mở xe. Rồi giờ mình đang mở xe ra rồi lên á. Thì giờ mình tắt cái đèn ưu tiên nha. Ồn quá. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm, mình sẽ đón cái khách, mấy người khách này mình đi nha. Thì mình chạy một đoạn thôi em, mình không có chạy nhiều nha. Và mình sẽ tạm dừng cái video luôn, tại video khá là dài rồi. Quan trọng là mình review cái game cho anh em xem thôi. Chứ còn
chạy như thế nào thì mình sẽ làm những video sau nha. Bây giờ về số lùi này. Ủa đâu rồi? Sorry sorry. Ủa số đâu ta? À. Cái gì? Chưa tắt cái gì hả? À nãy đang này hồi nãy là đang khóa xe anh em, giờ mình bật xuống này cho xe chạy nè. Bật quạt xuống ta. Có vấn đề rồi, từ từ. Đợi mình xíu nha. Cái nút này nó không chịu xuống anh em. Rồi, nó xuống rồi. Thì giờ mình sẽ ve xe tới nha. Được chưa? Ủa chưa được hả? Thẻ phanh tay đúng rồi. Đó, thẻ phanh tay rồi, nãy giờ mình quên, nhưng mình bật cái phanh tay. Bây giờ mình sẽ ghe xe vào cho anh em xem nha. Đó, số tới này. Xe hôm nay chưa có khách gì hết trơn anh em. Ghe vào. Đó. Mở xe cái gai lên không? Thôi nói chung là do mình đang ở cái tạm dừng chân, bao nhiêu khách mình đã trả xuống rồi, cho nên là xe giờ khách người ta không có đi lên nữa anh em. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm mình đi luôn nha. Đóng lại anh em ơi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi theo cái hành trình. Đó thì đi nó rất là cũng khó lái nha. Ở cái map này anh em lưu ý này, anh em dễ bị lọt xuống cái đường. Ở đây là mình đang ở một cái trạm dừng chân giữa đường thôi anh em. Đó thì mình sẽ tắt bớt những cái này nha, những cái này nó thừa quá. Đó thì mình làm cho nó mờ đi cho anh em nhìn nó dễ. Đó đường xá thì đi rất là ok luôn. Thì đường này rất là nhỏ nha anh em, đi cẩn thận, lọt dưới là tốn 1.150.000 anh em nhớ không, đã kéo xe về đó. Thì mình bị rất là nhiều lần rồi, cho nên là mình không có mất tiền nữa anh em, mình phải cẩn thận hơn. Thì map của mình thì nó rất là đẹp luôn. Đó giờ mình sẽ vào góc quay anh em xem trong cái vô lăng này. Đó vào trong này thì lái cũng khá gọi là rất là giống ở dưới cái thực tế bên ngoài luôn, cho nên là mình dễ lái lắm anh em. Đó khá là ok luôn. Từ từ. Thì hiện tại thì do cái đường này là mới mở cho nên là mình chưa thể nào đi tới được, cho nên xe mình chỉ chạy tới đây thôi. Và bây giờ mình sẽ quẹo vô cái cầu này anh em. Đó số tới nè. Đó thì mình vào trong đây rồi thì mình chạy nó an toàn hơn, tại vì trong đây nó có cái thành lan can hai bên đó anh em, rất là dễ luôn. Rồi vào luôn. Thì vào trong này thì xe chạy ngược chiều cũng khá là nhiều, cho nên là mình lái mình phải cẩn thận nha. Đó trải nghiệm rất là ok đúng không, giống như bên ngoài và khác gì đâu, mình lái quen rồi. Với lại quan trọng là anh em chạy cái game này á, là cái game mà lái xe vô lăng này á, là cái điện thoại của anh em nó không bị chạm cái phần cảm ứng, chứ nếu mà chạm cảm ứng thì vô đây thì dễ bị dính chưởng lắm. Đó nhiều khi nó bị dính cái cảm ứng á, mình lái xe không được là mình bị hút xe khác em. Ok từ từ. Đó anh em thấy không, nó bị vướng. từ từ cái điện thoại mình nó đang rơi xuống, từ từ nha. Đó thì ok, đợi một xíu. Đang dế xe. Từ từ. Anh cứ la quá làm tôi víu xe, tôi không lái được. Đó, lái qua anh em, lái né là xong. Đó, ok liền không?
phải chạy cái vô lăng nó hay bị dính, anh em phải cố định cái điện thoại rồi anh em mới lái được nha, còn cầm lên điện thoại thì nhiều khi nó bị vướng tay, nó bị trật đó, là nó như vậy anh em. Đừng có nhìn sang nhìn trái gì trơn ba, lo lái xe đi. Giờ mình sẽ chọn cái góc quay cam ở ngoài cho anh em xem nha. Đó, nó là như vậy đó, rất là ok đúng không? Thì hy vọng rằng cái video chia sẻ này của mình thì nếu mà anh em nào chưa biết được thì anh em xem xong anh em có thể biết và trải nghiệm. Và nhớ là game này thì game tính phí nha, cho nên là tốt nhất là anh em nên mua trên cái cửa hàng CH Play đi, đừng có mua qua một ai khác, để tránh trường hợp mà anh em mất tiền mà anh em không có xài được cái game nha. Đó, đó là cái lời khuyên chân tình mình muốn chia sẻ đến anh em. Thì hy vọng anh em sẽ không tiếc gì một like mà ủng hộ mình trên cái video này, và nhớ nhấn thêm cái chuông nữa để nhận thông báo khi mình chia sẻ những video mới, thì anh em sẽ cùng đồng hành với mình và trải nghiệm với mình trên những cái video sau nha. Và cảm ơn em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Và bây giờ thì mình sẽ vượt mặt cái thằng này, mình chạy qua đây coi nè. Đó, ủa, đi luôn á ta, đi luôn anh em, mình sẽ chạy maximum cho anh em xem này. Đó, ghê chưa, trình độ lái xe ghê chưa. Ok anh em, vậy là được rồi, mình giới thiệu tới đây thôi, còn sau đó như thế nào thì anh em có thể tiếp tục chơi và trải nghiệm nha. Còn mình chơi thì mình chơi tới đây thôi, quan trọng là cái video mà chia sẻ hướng dẫn cho anh em nào chưa biết đó. Thì chúc tất cả các anh em có những cái giây phút thư giãn khi mà xem video của mình nha, và cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha, bye bye mọi người. Mình sẽ thoát ra màn hình chính đi. Cho anh hiện lên coi, ra màn hình chính nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, bye bye mọi người.